Vâng, xin chào anh em đang xem kênh Điện Mặt Trời Hải Đăng, thành phố Thái Nguyên. Ấy, cái em hiện tại đang sẵn kho hai miền Nam Bắc nha. Miền Bắc là thành phố Thái Nguyên, miền Nam là quận 12 Hồ Chí Minh anh em nha. 450W, long di mới 100% anh em nha. Giá tại Thái Nguyên là 1 triệu 8, giá tại Hồ Chí Minh là 1 triệu 850 nghìn. Đấy, thì video này em sẽ đề cập đến vấn đề là sử dụng điện 220V từ tấm 450W một cách đơn giản nhất và rẻ nhất anh em nhá. Đấy, đối với các anh em thì có nhiều tiền thì mua cứ 4 5 tấm này, 4 tấm, 5 tấm, thậm chí là 13 14 tấm thì có chạy được vài cái điều hòa, chạy được bếp từ, nấu cơm thoải mái. Thế đấy là những anh em nhiều tiền thì nói làm gì. Thế còn những anh em mà tài chính còn eo hẹp, đam mê lắm, thích lắm, mua tấm pin thôi. Thế làm nào để lấy ra điện 220 anh em nhá. Đây là video này em sẽ nói cho anh em. Đấy. Đấy anh em nhìn thật kỹ này. Đầu tiên nó chỉ có một tấm 450W với điện áp hở mạch là 49V và điện áp làm việc của nó là 41V. Thế như vậy làm nào để ra điện 220? Thì đây thông qua một cái điều khiển sạc anh em nhá. Điều khiển sạc này là điều khiển sạc PVKM, nó rẻ nhất trên thị trường lúc này rồi. Đang 26V này và dòng sạc của nó là bao nhiêu A thì ấn vào đây. Đấy, dòng sạc của nó là 7,2 A. Đây. 7,2 thì thực ra nó hơi ảo và con này nó được khoảng gần 7 A thôi. Em cũng đang kẹp dòng cái này. Đấy, dòng sạc đấy. Dòng sạc để cấp cho cái quạt này này. Cấp cho quạt Panasonic của em và cái bóng đèn này. Hiện tại tải đang tiêu thụ là 91,32W này này anh em nhá. Đấy đang cấp 91,32W tức là 100W. Thì anh em có thể là chạy chạy đến khoảng 200W thì anh em chạy cả ngày luôn anh em nhá. Đấy là em chưa đủ tải cho nó chạy thôi. Đấy. Thông qua con UPS này. Anh em nhá, thông qua con UPS này. Đấy. Con UPS này thì nó chạy hết bình nó mới nghỉ cơ chứ nó không nghỉ giữa chừng đâu. Thế này nó không thể hiện hết thông số nhưng mà trời thì nó sáng quá và nó hơi mờ thì anh em không nhìn thấy được. Đấy, nó đang kêu bíp bíp thì em có thể tắt cái bíp đi này, anh nhìn thấy thấy cái loa, hình cái loa trên cái máy. Thế thì mình muốn thì mình có thể tắt đi để tránh nó kêu nhức đầu anh em nhé. Đấy, em dí gần vào cho anh em xem này. Đây, thông số đây. Cái loa đây. Đấy, nó đang kêu thì mình tắt nó đi thì nó hết kêu. Này, tắt đi này. Đấy, tắt rồi. Từ nay trở đi thì nó sẽ không bao giờ kêu nữa anh em nhé. Đấy. Đang chạy tải là 90,1W. Bao gồm có một cái quạt Panasonic. Đấy, và một cái đèn điện. Ok anh em. Thì anh em có thể chạy cái tivi nữa, chạy làm sao mà trong vòng loanh quanh khoảng 200W thì không bao giờ hết điện cả. Mình lợi dụng cái chức năng của nó, chức năng của cái tấm pin này. Cái tấm pin này nhá. Nếu như mà anh em sạc 12V bằng cái con điều khiển sạc rẻ tiền này ấy, thì không sạc được anh em nhá. Và như thế thì mình phải sạc 24V cho nó. Con này đi với tấm pin này thì bắt buộc phải sạc 24V anh em nhá. Đấy, 24V thì bằng cách nào? Bằng bình số 1 đấu nối tiếp với bình số 2. Đây, số 1 nối tiếp với số 2 qua cầu chì này, có được không được. Thế thì đây là dương của số 1, đây là âm của số 2 đưa vào trong máy và cũng ngay từ đấy mình trích luôn cái đường này để mình cấp từ sạc vào. Và nó luôn luôn nó bổ sung từ tấm pin này. Tối thiểu nó sẽ bổ sung cho anh em được khoảng 200W để vào trong cái bình này. Và để thông qua con UPS này thì nó sẽ ra được điện 220 cho anh em. Đấy. UPS đây. Sau của UPS đây. Nó sẽ có các cái ổ này là đổ ra này. 4 5 ổ ra để sử dụng 4 5 cái máy tính này không bao giờ mất điện này. Thế còn cái ổ này là ổ điện vào trong trường hợp mình không sử dụng điện mặt trời, mình sử dụng điện lưới để mình sạc thì mình sẽ sử dụng nó anh em nhé. Đấy. Thế nó thôi thôi, nó chỉ thế thôi, đơn giản thế thôi. Đấy. Thế thì nó chỉ là đơn ví dụ như đơn giản anh em mình ở Thái Nguyên nhá. Mua con này là 1 triệu 8 này. Đấy, cộng con sạc này là 200 nghìn là 2 triệu này. Đấy. Thế còn cái combo này thì các anh em có thể tận dụng, anh em nào có thì có thể là tự sử dụng hoặc là mua của em thì cái combo này là 2 triệu anh em nhé. Một cái UPS này. UPS này chạy hết bình thì thôi chứ nó không 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 ngắt giữa chừng anh em nhé. Không ngắt giữa chừng cộng với lại một con hai con bình ắc quy này, mới có là 2 triệu thôi. Đấy. Hai bình ắc quy và một cái UPS này là 2 triệu cộng với lại 2 triệu này là 4 triệu. Chọn cái combo này 4 triệu anh em nhé. Chọn combo này 4 triệu anh em có thể là xài xài ban ngày thôi. Xài ban ngày thì rất lâu. Thế ban đêm thì không được mấy anh em nhé, bởi vì cái bình ấy nó quá bé. Đấy, có phải nói rõ cho anh em thế không mà lúc là kỳ vọng quá là tại sao lại dùng được ít thế thì bây giờ là ít thật, vì là bình nó bé quá, nó có 7 A thôi, bình nguyên bản. Và được bao nhiêu thời gian thì nó sẽ thể hiện ở trên này. Đấy, bao nhiêu phút, bao nhiêu giờ thì nó thể hiện trên này. Để nó cho mình biết rằng là
Còn UPS ấy nó sẽ cho mình biết là thời gian để mình chuẩn bị, đến khi nào nó mắt nó ngáy máy nó ngắt, vì yếu điện quá nó sẽ ngắt. Đấy. Thế thì mình cứ luôn luôn bổ sung như thế này. Hiện tại nó vẫn đang sạc vào 6,25A. 6,25A mà nhân với lại 24V thì nó sẽ rơi vào 6212, nó khoảng 150W. Đấy, đấy là PWM, mà PWM thì nó chỉ được vậy thôi. Nên là nó đang bổ sung sạc xuống như thế. Thế còn MPPT thì nó tốt hơn, nhưng mà đối với lại một số anh em thì đây 6,6A. Anh em nhá. Trên này là 6,25. 6,3, còn trên sạc nó báo là 6,6. Tất nhiên nó sai số là 0,3W, à 0,3A thì chấp nhận được anh em nhá. Nó là không là một con số là không phải là ghê gớm gì. Đấy. À, hai đầu tấm pin này, một đầu âm một đầu dương đưa ra qua cầu dao này. Đấy, từ cầu dao thì đi vào sạc này. Thế từ sạc thì xuống bình này. Từ bình thì lên UPS. Con UPS này thì nó trâu bò hơn tất cả các loại loại kích điện mà anh Hồ Cẩm Đào anh bán. Thế nên là con này nó hàng châu Âu, nó chuẩn lắm. Nó rất là nặng, rất là chắc chắn. Đấy, nó bền. Đấy là một cái cách mà có thể hướng dẫn anh em có thể sử dụng điện năng lượng mặt trời một cách tiết kiệm và hiệu quả anh em nhé. Nó 400W luôn đấy, 400W pin nhé. Và có cả UPS này, có cả sạc này, có cả hai bình ắc quy nhỏ. Thì tổng combo này là 4 triệu anh em nhé. 4 triệu. Đấy, và người thật việc thật này, em đo được cái dòng đây. Nếu mà anh em mình là thợ điện chút xíu thôi, anh em sẽ phát hiện ra ngay là đây là đo thật chứ không phải là đo ảo được đâu. Trên này nó cũng thể hiện hết là bao nhiêu A, bao nhiêu W. Đấy, 5,5A. Dưới này là 5,1, lúc nào nó cũng chênh một chút xíu. Đấy, nó không phải là chuẩn đét được. Có thể con sạc cái nó cũng hơi báo ảo. Chứ con đồng hồ này khả năng là báo chuẩn đấy. Đấy. Thế thì vậy thôi. Khi mà có điện áp 24V vào thì qua con UPS này nó sẽ lên được 220. Đấy. Ở đằng sau rồi này, cái cổng này là cổng out, tất cả các cổng này đều ra 220 hết. 8 cổng anh em nhé, 1 2 3 4 5 6 7 8. Thường là những cái con UPS này nó thiết kế cho anh em mình sử dụng máy tính. Đấy, nó rất bền anh em ạ. Nó để trâu chạy trâu bò lắm. Chạy như này thì không bao giờ biết ngừng biết nghỉ là gì cả, cứ chạy thôi. Anh em nhé, chạy thôi. Đấy, đấy là cái cách sử dụng điện mặt trời mà đơn giản và hiệu quả nhất, nó bền lắm. Nói cho để mà kích tàu thì để mà đọ mấy con UPS này thì không có cửa anh em nhé. Thế thì ngoài cái việc mà mình có thể chạy hai cái bình ắc quy bé tí này thì anh em mình có thể chạy bình ắc quy to anh em nhé, chạy bình ắc quy to, có thể là bình ắc quy 100Ah, anh em nối tiếp vào con này nó chạy hết thì nó sẽ, ngoài cái việc ban ngày nó sạc vào, sạc không hết thì tối nó dùng, thì anh em mình cũng chủ động được cái nguồn điện. Đấy, thì các bác phải hiểu rằng là con này chạy tức thời thì nó được khoảng 600W anh em nhé. Con UPS này này, đấy mình có 1000VA này, 1000VA nhưng nó chạy tức thời nó chạy được khoảng 600W. Nhưng vấn đề là anh em mình nếu mà chạy 600W liên tục thì cũng không có đủ điện để tấm pin nó bổ sung xuống được 600W liên tục. Thì anh em cứ sử dụng trong vòng khoảng 200 đến 250W, chạy sử dụng suốt ngày luôn, không bao giờ thiếu điện đâu. Anh em nhé, đấy em đang sử dụng 90W này thì không bao giờ có chuyện thiếu điện, anh cứ chạy mãi thôi, chạy cả ngày này. Đấy, trời râm râm tí vẫn đủ điện, chả có cái vấn đề gì cả. Đấy, thì mình có thể là chỗ này thì mình có thể chạy được tivi này, quạt này, đèn này, ok. Anh em nhé. Rất là đơn giản, rất là phù hợp với cả đại đa số người dùng, em thấy anh em thích lắm, đam mê lắm, nhưng mà nói đến tiền mấy chục triệu này anh em choáng ngay, không phải ông nào cũng có thể chơi được. Có ông chơi ông còn nắp cho vợ hai ông 80 triệu, có làm sao đâu. Đấy, vợ cả làm cái được 120, còn vợ hai nắp 80 triệu. Cái chuyện đấy em biết. Nhưng mà không sao, tiền nhiều vướng gì. Thế nhưng còn những anh em mà nói đến 20 triệu thì đã chẳng có xoay ở đâu ra cả. Đấy thì cái combo như này thôi, 4 triệu anh em nhé. Bao gồm có một con UPS này, 1000VA này, hai bình ắc quy nhỏ này, một điều khiển sạc này và một tấm pin này, là giá 4 triệu và đơn giá là chưa bao gồm phí vận chuyển anh em nhé. Cứ thế này là chạy thôi, không cần phải là đo to búa lớn làm gì cả. Cứ thế chạy thôi. Chạy suốt ngày này sang ngày khác, chạy đêm thì chạy được ít thôi nhá anh em nhé, bởi vì cái bình bé tí. Anh em muốn chạy đêm nhiều anh em thay cái bình to hơn anh em nhá. Có thể bình 100A này chạy thoải mái. Ấy cứ chạy thôi, em cứ quạt gió mầm lại đến giờ này. Đấy, cứ thế chạy thôi anh em nhá. Đấy, cái cách làm là như thế, cách sử dụng là như thế. Con tấm này thì chạy sạc hướng 12 thì phải mua cái sạc đắt tiền. Cái sạc nó khoảng 1,4 triệu hoặc là có cái loại sạc 2 triệu. Đấy, thì tất nhiên là tiền nào của đấy thì nó sạc rất khỏe, nhưng mà anh em mình tiền còn ít, chỉ có muốn sử dụng cái con xua vàng này này thì chắc chắn là chỉ sử dụng được 24V thôi anh em nhá. Ắc quy cũng được, làm gì cũng làm được. Từ 24V lên 220 chắc chắn là dùng được anh em nhá. Rồi, ok anh em. Chúc anh em có những cái sự lựa chọn hiệu quả, vừa hợp với túi tiền và lại được việc của mình. Rồi, xin chào anh em.